Chào mừng mọi người đến với tập thứ 2 trong series Biệt đội ba con sói. Ở đây chúng ta có sói tỷ Hana Giang Anh, sói ca Huỳnh Quang Minh, còn mình là sói bảy màu Chu Hoài Bảo. Xin chào tất cả mọi người. Ở tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề rất là hay ho và đặc biệt, đó chính là giải ngố chuyện tránh thai. Đầu thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất là hay, đấy là đuổi hình bắt chữ. Cái trò này rất là đặc biệt nhá, tức là luật chơi như sau. Hana sẽ đưa ra những cái chỉ dẫn về hình vẽ để nói về những cái suy nghĩ về chuyện tránh thai rất là khó đỡ của giới trẻ hiện nay, mà mọi người sẽ cảm thấy rất là sốc trước những cái suy nghĩ đấy luôn á. Thì bây giờ mỗi người sẽ biết câu trả lời thì phải nhanh tay bấm vào cái chuông này và giành lấy lượt của mình để trả lời. Nếu mà ai có thể trả lời đúng nhiều hơn thì người đó sẽ là người chính thắng. Nào, bây giờ chúng ta chuẩn bị nhá. Yes. Hai chàng trai này ai sẽ nhanh hơn đây? Như là anh rồi. Để coi. Chuẩn bị. 1, 2. Rồi, bảo nào. Em bấm mà giành lượt thôi chứ em không biết. Trời ơi. Bỏ đây đây. Nào, yêu khi đứng sẽ không có thai. Sao biết vậy? Sao có thể biết được nhờ? Cái này nhìn chị chỉ nghĩ là hai người nắm tay thì có thai thôi. Câu trả lời đúng của chúng ta đấy là yêu trong tư thế đứng thì sẽ không có thai. Đấy chính là suy nghĩ của các bạn trẻ đấy, mọi người thấy có kiểu kỳ cục không? Các bạn ấy nghĩ là yêu trong tư thế đứng thì nó sẽ trôi dạt hết ra ngoài nên là sẽ không có thai nữa, đúng không? Logic đúng không? Và câu tiếp theo này, 1, 2, 3. Ôi, nhanh thế. Bấm để dành với em thôi chứ không có gì hết. Cái này là nhảy, vừa nhảy vừa yêu, tăng tăng tăng, đúng không? Cái gì vậy trời? Chứ không phải. Ở đây không phải là hai quả trứng hôn nhau à? Rồi con thỏ bật nhảy, thế là có thai. Ừ, em thấy nhảy nè, sao em nghĩ là chắc là vừa nhảy vừa yêu. Em không thể nào mà mừng tụ mà hình dung được luôn á mọi người. Đố em vừa nhảy vừa yêu được đấy. À, em biết rồi. Là sau khi quan hệ là bạn nữ nhảy lên là sẽ không có thai. Là sao? Là nhảy. Chính xác. Thế mà có các bạn suy nghĩ như thế thật đấy. Mọi người nhìn đáp án nha. Nhảy sau khi yêu có thể ngừa được thai. Bây giờ chúng ta đến với tiếp theo này. 1, 2, 3. Yêu xong tắm mưa là không bị... Yêu xong tắm mưa. Mưa trượt cả bầu trời. Mưa hết trời, hết trời, đúng không? Chị lại nghĩ là yêu nhau dưới mưa, giữa thanh thiên mạch nhật yêu một thai. Ủa rồi đúng hay không? Không đúng, sai rồi. Quan hệ dưới nước sẽ không có thai. Đúng, chính xác. Quan hệ dưới nước là như nào em? Kiểu giống như là đi bơi đó, cái canh người ta không để ý cái... Ghê vãi. Cuối cùng không có thai mọi người. Ở đây suy nghĩ của các bạn ý có nghĩa là quan hệ ở như kiểu trong bồn tắm hoặc là đứng dưới vòi nước. À. Đấy, khi mà đang tắm ấy. Chứ nghe đi bơi hơi ghê. Đây, yêu trong nước thì sẽ không có thai. Bây giờ đến tiếp theo này. 2, 3. Kia đặc biệt nha. Bấm đi em, anh nhường bấm đi. Em nhường anh bấm đi. Cô ai bấm để chị bấm nhá. Em bấm luôn. Ấm. Tắm nước ấm sau quan hệ. Tắm nước ấm sau quan hệ đúng không? Đây là uống nước sôi thì sẽ không có thai. Ủa gì ngộ nghĩnh vậy? Ngộ nghĩnh nhỉ? Ủa? Chị nói đùa ấy, mình nói đúng rồi. Đây là tắm nước ấm thì sẽ không có thai chứ không phải là uống nước sôi. Nào, tiếp tục nha. 1, 2, 3. Cái gì giống? Giống sợi dừa. Tắm nước dừa sao không có thai? Trời ơi, tiền đâu mà mua nhiều dừa thế mà tắm hả em ơi? Vừa tắm nước dừa, vừa gặm rau răm sẽ không có thai. Không, không thể nào. Làm gì có em tắm bao nhiêu quả dừa? Xong rau răm không có thai. Xong lúc quan hệ hay là sau khi quan hệ? Chắc sau quan hệ, chứ trong lúc quan hệ mà xong nó hơi... Trời ơi. Sai! Cho một sự lựa chọn khác nào.
người ta nói là ăn rau răm là sẽ bị yếu sinh lý á. Các bạn nghĩ chắc có thể là chàng trai sẽ bị yếu đi và sẽ không có thể nào mà gây cho bạn nữ có thai được. Đúng là suy nghĩ của các bạn luôn ấy, là các bạn ấy nghĩ là uống nước dừa hoặc là ăn rau răm thì sẽ không có thai. Đây. Vậy tỷ số là hai đều, không có anh nào để chiến thắng cả. Thật sự là chị thất vọng về hai người quá. Chị tưởng hai người thế nào? Phải em mới dùng một phần công lực thôi. Thế thì để chờ trong tập sau nhá. Và mọi người biết không, đây chính là những suy nghĩ sai mọi người nha. Chính vì có rất là nhiều những cái sai lầm liên quan đến việc phòng tránh thai nên dẫn đến cái việc là cái con số về việc tỷ lệ nạo phá thai đáng báo động cực kỳ. Ví dụ như là theo một cái thống kê gần nhất là có 300.000 ca nạo phá thai trong một năm. Sợ không? Mà theo Bảo với cả Minh ấy thì đố hai người biết là Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới với tỷ lệ nạo phá thai. Theo một cái bài báo mà em đọc được á, thì Việt Nam nằm trong top 5 thế giới. Mà trong số đó ấy, có từ 60 đến 70% cái ca nạo phá thai là đến từ những bé gái 15 đến 19 tuổi. Vậy tính ra là có tới 180 đến 200 ngàn ca là những bạn nữ từ 15 tới 19 tuổi. Quá nhiều. Có phải là do các bạn không biết cách ngừa thai cho nên mới xảy ra tình trạng này? Đúng rồi chứ còn gì nữa. Mà theo một cái thống kê gần nhất là trong số những cái bạn học sinh cấp 3 mà đã từng thừa nhận là có quan hệ tình dục ấy, thì có đến 29,5% các bạn nam là không đeo bao cao su trong lần quan hệ gần nhất. Mà trong đó chỉ có 8% các bạn nữ là có sử dụng biện pháp tránh thai thôi. Việc nạo phá thai là sẽ rất ảnh hưởng tới các bạn nữ, đặc biệt đó là sẽ gây về cái việc mà giảm và mất khả năng sinh sản. Đúng rồi. Cũng có thể gây ra những tổn thương về vùng tử cung, thậm chí là gây ra tử vong nữa. Và các bạn phải đối mặt với một khoảng thời gian dài bị chấn thương tâm lý. Đúng rồi. Chị thấy người ta nạo phá thai là người ta stress lắm á. Đúng rồi. Và bản thân Sói ca nghĩ những cái kiến thức về việc ngừa thai an toàn sẽ cực kỳ cần thiết cho giới trẻ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận chi tiết rõ ràng hơn về vấn đề này nha. Trước khi mà chúng mình cùng đi giải đáp những cái sai lầm khó đỡ trong cái việc tránh thai thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu về cơ chế thụ thai cũng như là cơ thể của mình đã. Thì bây giờ đố hai đứa biết là con gái có thai khi nào? Ngắn gọn đơn giản là khi con nòng nọc khỏe nhất chạm vào quả trứng đầu tiên thì bào thai được ra đời. Và dĩ nhiên là 9 tháng 10 ngày sau chúng ta sẽ có baby. Theo em được biết á, thì mỗi lần xuất tinh á, một người nam khỏe mạnh có thể sản xuất được tới 250 triệu tinh trùng. Wow. Nhưng mà thể thụ được thai á, thì chỉ cần một tinh binh đến đích và xâm nhập vào trứng. Việc này cho thấy á, là cái khả năng thụ thai không phải là thấp đâu nha. Đúng rồi. Thế bây giờ chúng mình sẽ cùng đi giải mã những cái sai lầm khó đỡ về việc thụ thai. Những cái cách tránh thai trong truyền thuyết á, là tắm bằng nước ấm và rửa chanh sau khi mà quan hệ á, là hoàn toàn không hợp lý và rất là phi lý luôn á mọi người. Theo cơ chế mà tụi mình được biết á, là cái việc mà tắm rửa là chỉ để làm sạch bên ngoài mà thôi. Đúng rồi. Tụi nói chuyện hài cơ. Mà tại vì thế này, người ta nghĩ rằng là khi mà sử dụng cái nước chanh giấm ấy thì nó sẽ tạo ra cái môi trường axit và cái đấy nó sẽ làm hủy diệt tinh trùng. Nhưng mà theo thực tế thì những cái dung dịch này nó hoàn toàn không có tác dụng trong việc tránh thai, mà nó còn có thể làm tổn thương cô bé nữa cơ. Như kiểu bây giờ mình thử dùng nước chanh giấm xoa vào cô bé xem có sót không? Ôi, yêu. Em thử rồi à? Ngoài ra ấy, thì còn có những bạn ngây thơ tin như này nhá. Ví dụ như là tư thế quan hệ đứng thì sẽ giúp tránh thai. Hoặc là vừa quan hệ xong thì nhảy. Thì sẽ làm cho tinh trùng rơi hết ra ngoài và sẽ không thể thụ thai được nữa. Cái quan niệm này thì hoàn toàn là sai lầm đúng không? Đúng rồi. Tại vì là những cái con tinh trùng khỏe nó sẽ vẫn có thể bơi vào và vào trong buồng trứng và thụ thai được. Ngoài ra ấy, còn có một cái suy nghĩ này mới buồn cười, đấy là yêu trong bồn tắm nước nóng thì có thể là tránh được thai. Kỳ cục không? Tại sao biết không? Tại vì các bạn ấy nghĩ là tinh trùng chỉ có thể sống được ở nhiệt độ thấp mà thôi, nên là nước nóng ấy, nó sẽ làm cho tinh trùng bị chết và không có khả năng có thai. Nhưng mà điều này nó không đúng tí nào đúng không? Đúng rồi. Nó không những là có thể làm có thai mà lại còn có thể gây ra các bệnh cho cô bé nữa. Và những cái việc như là uống nước dừa, uống nước chanh, ăn rau răm không hề có tác dụng nha các bạn. Nó là rau củ quả trái cây chứ không phải là thần dược. Và đến cả những loại thuốc tránh thai xịn nhất cũng có đến 9% thất bại.
Vậy nên các cô gái ơi, làm ơn, làm phước đừng có thử tất cả những cái cách dại dột này. Méo mặt như chơi. Hana ơi, 6 tỷ có biết là khoảng độ tuổi nào thì mình có thai mới được hay không? Khoảng từ 20 đến 35 tuổi sẽ là độ tuổi đẹp nhất. Tại vì khi đó thì cơ thể của người phụ nữ đã phát triển đầy đủ rồi, có thể mang thai một cách thoải mái, có sự chuẩn bị sẵn sàng ấy. Và ngoài ra nó có thể phòng tránh được tất cả những cái biến chứng khi mà mình mang thai. Mà nó chính xác về độ tuổi đẹp nhất ấy, thì theo chị thấy độ tuổi đẹp nhất của người con gái là 25 tuổi. Khi đó người phụ nữ đã vừa đủ chín rồi, không còn quá trẻ nữa mà không quá già, đúng không? Thì lúc đấy ấy, xét về mặt sinh học nhá, thì là cái cổ tử cung của người phụ nữ ấy sẽ có cái độ đàn hồi tốt nhất. Thế nên là những cái cơn co tử cung nó sẽ rất là mạnh mẽ, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc sinh nở. Còn về mặt tâm lý ấy, thì độ tuổi 25 cũng là một độ tuổi rất là tuyệt vời. Tại vì khi đó thì người ta đã có sự trưởng thành rồi, đúng không? Rồi công việc cũng sẽ ổn định rồi. Thì khi đấy mình sẽ có đủ khả năng chu cấp cho đứa con của mình. Sơ ca có một cô bé học trung cấp 3 thì có con và cưới rất là sớm. Cái may mắn của bạn này á, là cái thời điểm mà bạn có con á, thì gia đình bạn hậu thuẫn về tâm lý cũng như là kinh tế rất là tốt, cả hai bên gia đình luôn. Nhưng mà ngay cái lúc mà bạn biết tin mình có mang á, thì cả bạn nam, cả bạn nữ, đó là một cú sốc tâm lý cực kỳ kinh khủng. Câu chuyện của chị ấy thì nó rất là kỳ lạ. Tức là chị với cả chồng chị thì đều là người rất là ham chơi và còn trẻ. Lúc mà cưới nhau thì bọn chị nghĩ là thôi để 8 năm nữa có con được. Em cũng thế. Thế nhưng cuộc đời nó không như là mơ đâu em ạ. Và khi mà chuẩn bị cưới thì bọn chị đã phát hiện là có em bé. Và khi đó thì đúng như là em đã chia sẻ là rất là sốc em ạ. Lúc mà chị gọi điện cho chồng chị bảo là anh ơi, có bầu rồi. Chồng chị im lặng 30 giây, không nói gì cả. Chị tưởng là anh ấy ngứt máy chạy trốn luôn. Nhưng mà thật ra thì nói chung là bọn chị rất là sốc. Rất là sốc. Và nếu như mà không có gia đình hậu thuẫn ấy thì mọi chuyện sẽ không bao giờ được tốt đẹp như vậy cả. Thế nên là chị có chia sẻ với cả tất cả các bạn là nếu như mọi người mà có em bé thì mình phải vững vàng lên. Mà thực sự là mình hãy tìm một cái sự hậu thuẫn từ phía gia đình đó. Ví dụ như chị chẳng hạn thì là sẽ có ông bà cả hai bên đều giúp sức. Khi nào mà chị đi làm hay là muốn đi chơi chẳng hạn thì luôn luôn có ông bà có thể giúp để chăm sóc em bé, mình rất là yên tâm. Các bạn ơi, nếu như thật sự mình có lỡ có thai thì điều đầu tiên bạn hãy chia sẻ với người yêu của mình. Tiếp theo hãy cố gắng kiếm một cái nguồn hỗ trợ nào đó về kinh tế nè, về tinh thần nè, từ gia đình cũng như giống như là những người thân xung quanh mình. Đấy. Và điều đặc biệt hơn là bạn sẽ phải yêu nhau nhiều hơn, tôn trọng nhau nhiều hơn để cùng nắm tay vượt qua cái nỗi sợ đó để chào đón em bé mới. Kinh nhở, nói như kiểu là đã trải qua rồi ấy nhở. Việc có con là một điều thiêng liêng, cho nên vì vậy có nhiều bạn cho rằng mối tình đầu thì nên dâng hiến và họ chẳng ngại việc có con với người yêu. Suy ra là họ chẳng chuẩn bị gì cả. Mà ngược lại á, có một số người á lại rất muốn có con và họ khao khát có con nhưng không có được. Ví dụ như những trường hợp là hiếm muộn hoặc là những người LGBT, họ rất là khao khát có con nhưng mà không thể có được. Cho nên nếu các bạn đã có một đặc quyền tự nhiên thì hãy trân trọng điều đó. Đúng rồi. Có con và tạo ra mầm sống ấy là một cái điều rất là kỳ diệu. Mà để có được cái điều kỳ diệu đó thì bản thân chúng ta là phải chuẩn bị rất nhiều những cái sự nỗ lực cũng như là tình yêu. Và có nhiều bạn cho rằng á, cái việc tránh thai á, là chỉ để cho phụ nữ. Chị Hana nghĩ sao về vấn đề này? Không hiểu sao lại bây giờ vẫn còn có những người nghĩ như thế luôn ấy. Vì chị thấy đây là một cái điều rất là đáng trách ấy. Ví dụ nhá, có nhiều bạn nam ấy, các bạn ấy nghĩ là quan hệ tình dục vui thì sẽ là chuyện của cả hai. Nhưng mà tránh thai thì lại là chuyện của phụ nữ. Why? Khi mà có trứng, có tinh trùng thì mới tạo thành con. Có nghĩa là con là trách nhiệm của cả hai người, đúng không? Tại sao lại đặt hết tất cả lên vai của người phụ nữ như thế? Như thế là không công bằng một chút nào cả. Và có nhiều bạn nam ấy không những là mặc kệ việc tránh thai cho phụ nữ, không có một chút kiến thức và hiểu biết nào về việc tránh thai, xong lại còn bắt chị em chúng tôi phải sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần. Thế nên mình nghĩ là tất cả chị em phải biết bảo vệ mình trước cái việc này. Chúng ta không nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều lần bởi vì nó sẽ có tác dụng phụ và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này nữa. Sói ca là nam nhưng mà sói ca cũng hoàn toàn đồng ý với sói tỷ luôn. Tình yêu không chỉ đơn giản mình cần sự tôn trọng, cảm thông mà mình còn phải có sự bảo vệ. Bảo vệ mình, bảo vệ người yêu, bảo vệ tình yêu cả hai. Đúng. Đấy. Bởi vậy cho nên hãy là một người đàn ông có trách nhiệm với tất cả những gì mình làm.
một người đàn ông trưởng thành biết lắng nghe, chia sẻ với bạn gái mình để có một tình yêu lâu dài nha các bạn. Ai mà cũng như này thì tốt quá. Và các bạn nữ cũng đừng ngại nói với bạn trai của mình về việc tránh thai như thế nào. Bởi vì nếu một người yêu bạn thật sự thì họ sẽ cùng bạn tìm một cái biện pháp nào đó để bảo vệ. Nếu một người bạn trai ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân của anh ta thì họ cũng chẳng xứng đáng với tình yêu của các bạn đâu. Đúng. Chính xác. Trong trường hợp nào đi chăng nữa thì các bạn nữ hãy nhớ lên tiếng đề nghị bạn trai của mình trong việc ngừa thai để hơn hết bảo vệ chính bản thân của mình. Có một số bạn ấy còn hỏi chị câu này trước đấy là không biết là quan hệ lần đầu tiên thì có thể có thai hay không. Thì để giải đáp được cái thắc mắc này thì chúng mình sẽ cùng gặp một người rất đặc biệt, đấy là bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ. Hi, chào anh Thủ. Ok, chào các sói. Cảm ơn câu hỏi của Hana. Để mà nói về cái lần quan hệ tình dục đầu tiên có nguy cơ có thai hay không thì chúng ta phải hiểu là quan hệ lần đầu hay là quan hệ lần thứ bao nhiêu đi nữa thì cái cơ chế thụ thai và cái khả năng mang thai là như nhau. Cứ hễ mà tinh trùng gặp được trứng thì sẽ có khả năng có thai. Và như vậy thì nếu mà mình quan hệ vào cái lần mà rơi trúng vào cái ngày rụng trứng thì cho dù là mình quan hệ lần đầu tiên hay là quan hệ lần thứ 1000, 2000 thì cái khả năng mang thai rất là cao. Nhưng những ngược lại thì cái lần quan hệ đầu tiên lại là cái lần mà cần phải bảo vệ nhiều nhất, cần phải ngừa thai nhiều nhất. Lý do vì sao như vậy? Vì rằng là khi mà mình quan hệ lần đầu tiên có nghĩa là mình chưa có kinh nghiệm gì hết. Và nếu như mà chưa có kinh nghiệm thì rất là dễ mắc những cái sai lầm, những cái sai sót trong quá trình thực hiện. Vì là lần đầu tiên mình cũng trải nghiệm cho nên rằng là mình ham muốn mình nó lớn, rồi mong muốn mình thể hiện với bạn gái mình nó cũng nhiều. Rồi cái khả năng kiểm soát nó cũng thấp. Cho nên là cuối cùng lại thì người ta thấy rằng là những cái lần quan hệ đầu tiên lại là những cái lần có cái nguy cơ cao nhất. Cái rủi ro nó cao, bao gồm cái rủi ro mang thai ngoài ý muốn. Cho nên là lời khuyên là cho dù quan hệ lần thứ bao nhiêu đi nữa, bao gồm cả lần đầu, thì luôn luôn phải thực hiện các cái biện pháp tránh thai. Và thú thật là Minh là con trai nên cũng không có rành về tất cả những cái biện pháp tránh thai dành cho nữ. Hana tuy là nữ nhưng mà không thể nào mà đảm bảo là mình có thể biết được hết tất cả biện pháp tránh thai đâu. Nên là cái này chắc là tụi em phải nhờ anh Thủ để có thể giải đáp giúp bọn em xem là các biện pháp tránh thai như thế nào sẽ là phù hợp với từng người ra làm sao. Hiện tại thì y học có rất là nhiều những cái biện pháp tránh thai cho hiệu quả rất là cao. Và để cho các sói cùng các bạn dễ hình dung thì tôi xin chia nó theo cái thời gian mà cái biện pháp đó có hiệu quả. Đầu tiên hết ta kể đến là ngừa thai vĩnh viễn, dân gian hay gọi là triệt sản. Thì triệt sản có nghĩa là người ta sẽ thắt cái ống dẫn tinh ở nam và thắt cái ống dẫn trứng ở nữ. Và như vậy thì là loại bỏ hoàn toàn cái khả năng mà cái trứng và tinh trùng có thể gặp nhau. Ưu điểm của cái phương pháp này rằng là hiệu quả ngừa thai của nó rất là tuyệt đối, gần như là 100%. Tuy nhiên nhược điểm của nó thì rằng là trong một số tình huống thì cái người đó có thể hối hận, có nghĩa là họ muốn có con trở lại thì họ phải thực hiện cái thủ thuật nối cái ống này trở lại, và trong một số tình huống thì không có phục hồi hoàn toàn cái khả năng thụ thai được. Xét thứ hai, chúng ta kể đến là những cái biện pháp tránh thai mà có tính kéo dài nhiều năm. Chúng ta hay nghe nói đến là đặt dụng cụ tử cung hay thường gọi là đặt vòng tránh thai, hoặc là chúng ta sẽ cấy ghép một cái que tránh thai ở dưới da. Cái thủ thuật cấy ghép que tránh thai dưới da thì nó rất là đơn giản, không đau và cái que nó cũng nhỏ thôi. Mình làm xong mình có thể về trong ngày. Ưu điểm của những cái phương pháp này rằng là nó có tính tránh thai kéo dài nhiều năm, có thể là 3 đến 5 năm tùy vào cái loại mà người đó sử dụng. Và cái ưu điểm thứ hai là mình không cần phải nhớ uống thuốc gì hết. Nhưng mà nhược điểm của nó rằng là một số tình huống thì có thể bị tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ như là mình bị rối loạn kinh nguyệt hoặc là mình bị rong kinh rong huyết. Biện pháp thứ ba là cái biện pháp mà tránh thai mà kéo dài nhiều ngày là thuốc tránh thai, rất đơn giản. Thì là cái người đó sẽ uống một cái loại thuốc hóc môn để mà điều tiết cái nội tiết tố trong cái cơ thể của người phụ nữ. Nó sẽ ức chế rụng trứng, nó sẽ làm dày lên cái cổ tử cung, nó sẽ làm khó khăn, nó cản trở cái quá trình thụ thai. Thì cái ưu điểm của nó là hiệu quả nó cũng tương đối là cao, khoảng 90%. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì rằng là mình phải uống thuốc mỗi ngày. Và nếu như mà cái người đó mà quên uống thuốc một ngày hay là vài ngày thì có khả năng là mình sẽ bị dính thai ngoài ý muốn. Một cái điểm lưu ý nữa rằng là vì là mình dùng thuốc cho nên là nó có thể có một số tác dụng phụ. Thì một số người thì tác dụng phụ nó nhẹ thôi, ví dụ như là mình hơi buồn nôn, mình hơi nhức đầu, mình hơi tăng cân, vân vân. Nhưng mà một số người thì tác dụng phụ nó rất là nặng, ví dụ như bị huyết khối tĩnh mạch hoặc là bị đột quỵ, bị nhồi máu cơ tim.
Và như vậy thì lời khuyên á, là khi mà mình mong muốn sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày để mà mình tránh thai thì nên có cái sự tham vấn với bác sĩ. Mình đi khám ở một cái phòng khám sản khoa, mình đi đến một cái bệnh viện sản phụ khoa nào đó để bác sĩ có thể sàng lọc những cái nguy cơ mà mình đã có, rồi hướng dẫn cho mình cách sử dụng thuốc làm sao cho nó an toàn. Nhóm biện pháp cuối cùng ta gọi là hiệu quả nhất thời, có nghĩa rằng là xài lần nào thì có cái tác dụng ngừa thai lần đó. Đó là những cái biện pháp ngăn chặn, ví dụ như là dùng bao cao su cho nam, bao cao su cho nữ, dùng mũ cổ tử cung, dùng thuốc diệt tinh trùng, vân vân. Thì những cái biện pháp đó thì nó mình xài lần nào thì nó có hiệu quả lần đó. Ưu điểm của nó thì nó dễ, đặc biệt là bao cao su thì nó rất là dễ dàng, dễ sử dụng, chi phí nó cũng thấp và được nhiều người áp dụng. Nhưng mà mình phải lưu ý là phải sử dụng cho đúng, nếu mà mình sử dụng sai thì nó có thể giảm hiệu quả. À, em còn một câu hỏi nữa anh Thủ ạ, đấy là còn một cái biện pháp nữa mà các bạn nữ, bạn của em rất là hay dùng, đấy là cách tính ngày. Thì không biết là cách này nó có thực sự an toàn không? Tính ngày rụng trứng là một cái cách ngừa thai tự nhiên. Tức là mình tính, mình canh cái ngày rụng trứng là cái ngày mà có khả năng có thai và mình tránh cái ngày đó. Mình sẽ không quan hệ, gọi như là không quan hệ chân trần vào những cái ngày đó. Những cái ngày đó thì mình nếu mà muốn quan hệ thì sẽ sử dụng bao cao su chẳng hạn. Và những cái ngày khác thì mình hơi thả dàn chút xíu. Thì cái biện pháp này thì nó không cho hiệu quả cao. Nó có khả năng bị dính thai ngoài ý muốn. Lý do là mình tính sai. Vì sao tính sai? Là vì nhiều người phụ nữ cái chu kỳ kinh nguyệt của họ không có đều. Như vậy mình chỉ cần tính lệch vài ngày thì là mình trúng cái ngày thì mình bác sĩ kêu cưới thì cưới thôi. Anh Thủ ơi, vậy thì các bạn nam mà sử dụng cái biện pháp bắn súng ra ngoài thì sao ạ? Bắn súng ra ngoài hay chúng ta gọi đúng đó là xuất tinh ngoài âm đạo. Thì cái biện pháp này cũng là một cái cách dùng biện pháp tránh thai mà gọi là tự nhiên, không có một cái can thiệp y tế nào hết. Cái người thực hiện hoàn toàn chủ động, tự thực hiện. Nó cũng một lần nữa là một cái biện pháp tránh thai không có hiệu quả cao. Cái xác suất coi như là dính bầu của nó đó khoảng 25%. Vì sao là như vậy? Vì rằng là ngay từ lúc coi như là mình đang quan hệ xâm nhập, mình chưa có xuất tinh, thì trong cái dịch tiết của cái người nam đã có tinh trùng rồi, đã có một số cái tinh binh rồi. Và biết đâu được cái những cái anh chàng đó rất là khỏe cho nên vẫn có khả năng có thai. Các bạn ơi, rất khó để mà gọi là xuất tinh ra ngoài sớm. Bởi vì trong cái lúc đó mình đang thỏa mình vào cảm xúc mà các bạn lại bắt lý trí làm việc thì hỏng là các bạn quá đáng lắm luôn á. Anh Thủ ơi, vậy anh có cái lời khuyên nào cho các bạn về cái biện pháp tránh thai vào lần đầu hay không ạ? Nếu mà nói về lần quan hệ tình dục đầu tiên thì biện pháp được kể đến là có hiệu quả nhất và phù hợp nhất đó là sử dụng bao cao su. Vì sao như vậy? Vì rằng là bao cao su á, thì là nó cho hiệu quả tránh thai cũng cao nè, dễ sử dụng, dễ mua, rồi thì chi phí nó cũng thấp. Và bên cạnh cái tránh thai thì bao cao su còn có hiệu quả dự phòng các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngoài một cái yếu tố mà coi như là thêm vào, đó là sử dụng bao cao su đúng loại, đúng cách, nó sẽ làm cho cái cuộc yêu của mình nó được trơn tru hơn, thoải mái hơn, có nhiều cái trải nghiệm hơn. Cho nên rằng là cuối cùng người ta thấy rằng là bao cao su được kể là cái biện pháp phù hợp nhất cho những cái người quan hệ tình dục lần đầu tiên. Ôi, cảm anh Thủ rất nhiều vì những cái chia sẻ hữu ích vừa rồi. Người thai không chỉ đơn giản là trách nhiệm của bạn nữ mà còn là của cả hai. Việc có thai khi chưa sẵn sàng hoặc là có thai khi mà tình yêu tan vỡ thì đều rất là cay đắng và gây tổn thương cho cả hai người. Thế nên là các bạn nữ hãy suy nghĩ thật là kỹ và chuẩn bị sẵn sàng trước khi có thai nhé. Và các bạn hãy nhớ chủ động bảo vệ bản thân và tình yêu. Ba con sói sẽ là một trong những lựa chọn tiện lợi nhất và kinh tế nhất giúp bảo vệ lần đầu tiên của bạn đó. Và tập 2 của series Biệt đội ba con sói đến đây là kết thúc. Các bạn hãy cùng đón xem tập 3 để giải mã những cái kiến thức yêu an toàn và hữu ích nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc muốn tâm sự với các sói về chủ đề yêu an toàn thì có thể truy cập ngay website nha. Để mua tất cả những cái sản phẩm chính hãng của Durex, các bạn vui lòng click vào link bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.